Wiseworld lấy bối cảnh thế giới tương lai, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, thế giới dần chuyển toàn bộ nhân công là con người sang máy móc. Sự bất bình đẳng cực đoan đã phát sinh trên khắp thế giới. Đồng tiền trở thành năng lượng cung cấp năng lượng cho các robot sản xuất thực phẩm và tất cả các hàng hóa khác. Nạn đói và nghèo cùng cực đã bị xóa bỏ, nhưng ảnh hưởng của tầng lớp giàu có hơn trong xã hội đã dẫn đến sự phân hóa rõ ràng. Cuộc chiến giai cấp một lần nữa bùng nổ. Người chơi sẽ trong vai một nạn nhân của sự phân hóa giai cấp, với nhiệm vụ lật đổ ách thống trị của những bè lũ lắm tiền nhiều của. Cuộc chiến đó không chỉ xoay quanh giữa con người với nhau, mà thay vào đó là người với máy. Bạn sẽ được trang bị những loại vũ khí tối tân có sức công phá mạnh mẽ để chiến đấu với những người máy và bè lũ tay sai của chúng. Wiseworld sở hữu một nền đồ họa 3D chất lượng kết hợp cùng hiệu ứng hình ảnh nổi bật, hứa hẹn sẽ đem tới các trải nghiệm bùng nổ cho người chơi. Lấy bối cảnh tương lai không xa, nên người chơi không chỉ được thưởng thức các khung cảnh mang đậm tính khoa học viễn tưởng, mà còn có cơ hội trải nghiệm các khung cảnh được tạo nên giữa các đặc trưng của thế giới loài người. Đó là các trung tâm thương mại sầm uất cùng nhiều tuyến đường vòng cung trên không. Hệ thống chiến đấu của trò chơi cũng rất dễ làm quen, khi cả cách bố trí phím bấm đến cơ chế chiến đấu đều không khác biệt nhiều với các trò chơi bắn súng hiện thời. Người chơi cũng sẽ khởi đầu với việc nhảy dù, thu thập các loại vũ khí trang bị, sau đó tham gia các trận đấu súng thử thách. Trò chơi cũng sẽ có cơ hội hồi sinh, với điều kiện người chơi trong đội của bạn vẫn còn sống, số lượng hồi sinh là có giới hạn. Kho vũ khí quân sự đồ sộ là một điểm cộng lớn cho trò chơi. Cấp bậc của các cỗ máy chiến đấu dao động từ 1 sao đến 5 sao, có không gian phát triển vô cùng lớn. Từ phần thưởng nhận được qua mỗi trận chiến, người chơi có thể nâng cấp cho vũ khí của bản thân lên một tầm cao mới. Hệ thống nhân vật cũng được xây dựng tương tự. Bằng cách quay gacha, người chơi có cơ hội nhận được chiến binh có cấp bậc từ R đến SSR. Cấp bậc càng cao, tỷ lệ quay càng nhỏ, đồng thời sức mạnh cũng càng lớn. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ cơ bản, Wiseworld còn thể hiện rất nhiều chế độ chơi, cho phép người chơi tha hồ trải nghiệm các trận chiến đấu tầm vũ trụ, đấu rank, battle royale, ladder battle, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm qua từng cuộc chiến sẽ giúp nhân vật nhanh chóng trưởng thành. Người chơi thậm chí có thể thách đấu đối thủ ở đại sảnh danh vọng, chứng minh thực lực mạnh mẽ của bản thân, đồng thời nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn. Với lối chơi bắn súng từ góc nhìn thứ nhất, game Wiseworld đưa tới cảm quan chiến đấu rất chân thực, kết hợp cùng tốc độ chiến đấu nhanh, hoạt cảnh linh hoạt, tạo nên một sản phẩm bắn súng đáng để bạn thử nghiệm. We'll be right back.